Đã hết 3 phút rồi, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra thông tin nhé. Nhìn lược đồ, chúng ta dễ dàng thấy được Ai Cập được bao bọc bởi những sa mạc lớn ở cả phía Bắc, phía Đông và phía Tây, nằm gần Biển Đỏ, giáp với biển Địa Trung Hải. Con sông lớn nhất của Ai Cập là sông Nin. Có thể nói, văn minh Ai Cập không thể tách rời khỏi dòng chảy sông Nin. Đây là một trong số những con sông dài nhất trên thế giới, với chiều dài khoảng độ 6.400 km. Riêng đoạn chảy qua Ai Cập đã lên tới 700 km. Bồi đắp hai bên bờ rộng từ 15 tới 25 km. Riêng vùng châu thổ và hạ lưu dài khoảng 160 km theo bờ biển. Về kinh tế, sông Nin không chỉ tạo nên ở vùng thung lũng một dải đất phù sa màu mỡ, mà hàng năm còn mang nước tưới cho cây cối, hoa màu tươi tốt, giúp Ai Cập phát triển ngành nông nghiệp. Ngoài vai trò phát triển nông nghiệp, sông Nin còn có tác dụng to lớn đối với giao thông, là tuyến đường huyết mạch nối liền các vùng miền. Thông qua sông Nin, người Ai Cập dễ dàng di chuyển và vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa. Sông Nin còn giúp cho Ai Cập tránh được hiện tượng sa mạc hóa, không chỉ tác động đến đời sống vật chất mà còn tác động đến đời sống tinh thần của cư dân nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà người Ai Cập từ xa xưa đã coi thủy thần Osiris, thần sông Nin, là thần hộ mệnh cho cả vương quốc. Như vậy, về điều kiện tự nhiên, lịch sử Ai Cập gắn liền với dòng sông Nin. Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin. Về kinh tế, chính bởi sông Nin là một ân huệ trời ban, nên cư dân sống chủ yếu bằng nghề nông và bước vào văn minh sớm. Về chính trị, nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền được hình thành, đứng đầu là các pharaoh. Quyền lực của nhà vua là cơ sở quan trọng của văn minh Ai Cập cổ đại. Về xã hội phân chia thành 3 tầng lớp: quý tộc, nông dân và nô lệ. Sự phân chia xã hội đã tạo ra một bộ phận chuyên sản xuất, đó chính là nông dân và nô lệ. Cư dân bao gồm các bộ lạc từ Đông Bắc Châu Phi và Tây Á. Họ sống quần tụ lại và trở thành chủ nhân của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Như vậy, văn minh Ai Cập được hình thành bên dòng sông Nin với những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội và dân cư.